sao cấp 3? Alo. Alo. Úi trời ơi, nóng quá mấy bà ơi. Có nên gội đầu khi bị ép không không mấy bà? Ôi giời, lần này bị ép không thì sao nó? Tôi cứ phi mồ hôi ra là sao mấy bà? Wow. Ăn liên tục, ăn liên tục. Em bị Covid ho quá trời, chị Nguyễn Phương ho quá trời luôn. Chào chị Phượng Phan. Thứ nhất là ho, cái thứ hai mồ hôi nó ra như tắm nè, mồ hôi ra này ướt hết người. Bị ép không, cơ thể cực kỳ nóng, nóng khủng khiếp, toát mồ hôi và môi khô, môi khô mọi người, ho liên tục. Hôm qua thì em sốt 39,5 độ, 39,8 độ. Đang 37,2 độ. Chào anh Đức, chào chị Đức Nguyên, thần Trần Hoàng. Vâng, chị Ori, em bị lại lần hai hôm qua. Đang phải gửi con kiến đi nhà hàng Can ở. Sợ thật sự mấy chị. Mà em hàng ngày chỉ có đưa con kiến đi học xong về nhà live stream thôi nha. Mà lần này Covid hay bán đồ ngọt. Hôm giờ con cô giáo của Kiến bị Covid. Nhật Nguyễn, ai cũng sợ Covid em. Không thể né được. F0 Hà Nội chào F0 Sài Gòn. Hôm nay chị ok rồi. Hôm qua chị uống thuốc lá 16, 16 viên là ok. Hôm nay chị lá 8 viên. Bình thường. Uyển ơi, ông trời ông cũng rất là ok cho em vụ này. Nên là em phải suy nghĩ rất kỹ. Đến cái lúc em đi cấy em bé, em mới tiệt tiệt luôn trong nhà, không ra được. Dạ vâng chị Thúy Ngọc, nhà em có chanh. Có chanh, có đường, ok. Nhà em đầy đủ đồ chơi các chị. Thank you các chị góp ý. Em đang hỏi bây giờ có đi gội đầu được không mấy chị? Bị Covid có nên đi gội đầu không? Bị Covid thì khó tránh lắm. Tại vì là cái môi trường xung quanh mình đi ra đường chả biết ai bị ai không. Mồ hôi nó ra ướt hết người, ướt hết đầu luôn. Mà lần này bị như là mồ hôi này mọi người. Thấy kinh không? Cơ thể là toàn mồ hôi luôn. Nó ra mồ hôi nhiều tới mức mà mình uống nước không kịp luôn. Uống nước mà nó không kịp đổ mồ hôi là biết rồi. Nói chung bây giờ là khỏi khỏi né. Kêu ai người đó dạ. Hôm nay bị Covid mới ở nhà. Đâu chỉ có sốt đâu, đêm qua thì sốt. Đêm qua thì sốt nhưng mà đêm qua thì uống cái này Tylenol.
Hôm qua gỡ hộp Thiên non này ra. Hôm qua gỡ hộp Thiên non 100 viên này ra. Bò vàng BV không nên tắm á? Tại sao lại không nên tắm nhỉ? À không nên gội đầu nhỉ? Em nghĩ cơ thể nó ra mồ hôi nhiều lắm, dơ lắm. Có nên gội đầu không mấy bà? Cả nhà bị F0 cho em hỏi có nên gội đầu không? Các bác sĩ có đang xem livestream không? Comment dùm em có nên gội đầu không chứ người nữa. Người mồ hôi thì em tắm rồi nhưng mà đầu nó ra nhiều mồ hôi, chân tóc ướt lắm, khó chịu lắm. Mùi hôi mồ hôi lắm mọi người ạ. Có nên gội đầu không cả nhà? Úi dồi, kiêng tắm kiêng gội cho nhanh khỏi hơn. Úi dồi ôi, mồ hôi mồ kê thế không tắm chết chết. Gội đầu là bị ho đấy chị. Bỏ mẹ. Mình gội đầu xong sang ngày mai đau như người sốt lại. Em nghĩ không nên gội đầu, em bị Covid đỡ hẳn rồi, đầu dơn nên đi tắm gội. Sau khi tắm gội đầu xong nó bừng bừng nóng mặt, sau đó nhiễm lạnh phổi, ho kinh hoàng, em bị ra nhiều mồ hôi. Em coi trên TikTok người ta bảo không được gội đầu, mẹ chị đéo tin TikTok. Hôm kia thì em rát họng, hôm nay thì không, em uống thuốc ok rồi. Chị bị F0 sốt mấy ngày, vừa sốt tối qua khỏi rồi. Nhưng mà nó dơ lắm mọi người, nó ra mồ hôi nhiều tại vì là không nằm điều hòa mà. Em gội đầu xong choáng váng khó thở bỏ mẹ. Chồng em thì bảo tắm gội bình thường. Kinh vậy hả? Gội đầu bình thường, tớ vẫn gội tắm bình thường. Ừ em thấy ở dơ bỏ mẹ. Mới hôm kia thì mới gội đầu. Khỏe rồi mà gội đầu xong là đau đầu rát họng kỳ vậy. Bị lần hai này em thấy nó không mệt bằng lần trước nhiều lắm, nhưng mà cái tức ức nhất là nó bị ra mồ hôi nhiều. Lần đầu em bị không bị ra mồ hôi, bây giờ này sờ chân tóc ướt lắm mọi người. Chờ sờ chân tóc nó ướt mà mồ hôi nó hôi hơn bình thường. À lần hai mất mùi mất vị luôn rồi các bác. Bị lần hai đến ngày thứ hai mất mùi mất vị luôn rồi. Bị lần hai là bị mất mùi mất vị luôn, ngày thứ hai đã bị mất mùi mất vị nhá mọi người nhé. Đây là mọi người nhìn này, tóc mới có một ngày bết này. Mình vẫn tắm bình thường. Lần hai này mình thấy nhá, ho nhiều hơn. Ho từ sáng đến giờ mới bớt đấy. Lần đầu cũng bị mất mùi mất vị, nhưng mà phải đến ngày thứ 5, thứ 6 mới bị. Còn lần này đến ngày thứ hai bị mẹ rồi. Mồ hôi ra nhiều, chân lông đang mở, không nên tắm gội, chịu khó vài hôm, trời thần thiên địa. Tiêm rồi khoảng mấy ngày âm tính. Bà nói chuyện như đùa. Tôi bị lần một là tiêm xong 20 mấy ngày là bị âm tính, à là bị dương tính Covid. Ừ.
Con mẹ Hương Hoàng cũng bị luôn rồi. Con mẹ Hương Hoàng cũng bị Covid luôn rồi. Em là phải uống thuốc cơ chị ạ. Không uống thuốc sợ lắm. Em uống thuốc cho đỡ ảnh hưởng. Trời ơi không tắm chắc em chết đấy mấy chị ạ. Bà Uyển mà chưa bị Covid không bà Uyển? Uyển ơi chị không bị Covid đúng không? Chưa bị Covid không? Làm viên vitamin C. Ngập viên C. Không, lần hai thì chị thấy bị ra mồ hôi nhiều quá. Bây giờ người ta gặp nhau người ta hỏi mày bị hai vạch chưa? Ui giời, tôi chả dây mấy cái bài cổ truyền trên mạng. Tôi cứ phải dựa vào y học. Sáng nay á sông mặt nhiều quá, nó khô. Sáng nay xông mặt nhiều quá nó khô phải bôi mặt nạ cấp ẩm. Xong nằm thở. Ê mà còn sáng nay là bị hai mũi tắc. Không nghít lên được. Chào Huỳnh Thư My. Ôi giời. Em vừa mới làm một tô phở, hai phần thịt. Ăn một tô phở bò, hai phần thịt. Covid tây Covid thì cũng phải xinh, phải đẹp. Cái mới đắp mặt nạ xong. Đắp mặt nạ lúc trưa, xông nhiều còn nó khô ra mặt. Xông nhiều nó khô ra mặt đấy cả nhà. Ừ em ăn nhiều ngon miệng hơn rồi, chúc em mập. Da mặt khô quá trời. Kỳ lạ lắm nha. Uống nhiều nước là cứ khô môi sao nhỉ? Đó. Nặn mụn nhiều vô cố vô. Như thằng Đạt, như thằng Can đấy. Nó tiếp xúc khoảng 100 người F0 nó có bị đâu. Uống nước nhiều lắm mà tại sao nó cứ bị bong ra nhỉ? Mà nó em uống nhiều nước lắm mọi người ơi. Mà nó cứ bong ra mặt, bong ra ra mũi, bong ra cổ. Khó chịu ghê vậy đó.
ba mẹ nữa. Bong ra quá trời luôn. Lưu đi Trần. Thằng Can với ông giày ôm ấp tao sáng đêm có bị sao đâu. Ông giày là một tuần nay ngày nào cũng gặp chị. Sáng chiều. Sáng ăn sáng chung, trưa ăn trưa chung. Tối đi nhậu. Ôm ấp nhau ca dao kê có bị sao đâu. Có mỗi tao bị. Thằng Can cũng thế cũng bị. Có nghĩa là mình là một cái gọi là cái gu được F0, được con Covid nó thăm thăm hỏi. Hiểu không? Mình là cái gu được Covid thăm hỏi. Ba mẹ. Lão dày thì gọi là gì? Lão dày được gọi là nín thở chờ thời, nằm trong nhà, không đi làm. Chắc là tôi là một người nhạy với Covid. Covid luôn yêu thương mình. Bà mẹ đấy, ra chết, bố mình tẩy ra chết luôn. Uống nhiều nước lắm. Bị Covid nhiều quá nguy hiểm lắm em ơi. Thế bây giờ chị bà ấy phải làm sao chị? Chị bà ấy phải làm sao để không bị Covid nhiều chị? Chị Nguyễn Phượng, chị sống ở vùng nào đấy chị? Chị cứ sống ở cái Sài Gòn này đi, ra đường của F0 nhiều hơn F1. Ôi giời, ở đâu bây giờ Covid trở đầy. Bạn Nguyễn Hòa comment một câu này. Trả lời luôn cho bạn với các bạn, một số bạn khác nha này. Làm thế nào để trở thành người mạnh mẽ như chị? Em buôn bán cùng mặt hàng với người ta. Em bị ăn hiếp, em buồn, muốn bỏ nghề. Chị chỉ em cách không bị ăn hiếp. Họ chửi em trẻ mà không đi làm, đi buôn bán. Sữa bầu Nhật 340.000. Sữa bầu Nhật 340.000 nha Trang Nhi. Inbox chị đi. Ôi giời ơi.
Chị Nguyễn Phương ơi, chị đừng có tự tin là do chị xịt khuẩn, ngừa vi khuẩn COVID nên tốt lắm. Chị cứ đợi đấy. Chắc mình nhà chị cũng xịt khuẩn. Chị ấy chỉ cần nói cho chị may mắn vì đề kháng của gia đình chị tốt thôi. Chứ chị đừng có nói rằng là nhà chị xịt khuẩn, chắc mình nhà chị xịt khuẩn. Nhà người ta không xịt khuẩn. Chị cũng chỉ cần nói là nhà chị may mắn, vợ chồng con cái chị ấy không tiếp xúc nhiều với những người bị F0. Còn xung quanh nhà chị bị, không có nghĩa là nhà chị cũng sẽ bị nhá. Mấy chị nói chuyện như đùa. Còn các bạn kia kìa, em hỏi chị á, chỉ cho em cách làm sao mạnh mẽ, thì chị trả lời em này. Ở đời này này, không ai chỉ ai mạnh mẽ được, chỉ có cuộc đời dạy mình mạnh mẽ được thôi. Em đi kinh doanh buôn bán ấy, những đứa buôn bán giống em nó chửi em, nó bắt nạt em ấy, đầu tiên là do em ngu. Nói thẳng luôn, ra đời ấy, đi làm ăn á, mà để đứa khác bắt nạt mình ấy, đéo phản kháng được, đéo chiến đấu được là do mình ngu. Than thở gì? Than thở gì cái xã hội này? Ở đời này này, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách đầu tiên, trách bản thân mình, ngu si và yếu đuối. Ngu si và yếu đuối. Nên chúng ta bắt nạt mà vẫn câm mồm, không phản kháng lại, mà đi bò lên Facebook để comment hỏi những câu làm sao để em mạnh mẽ. Em phải ngu thêm vài chục lần nữa, ngu đến kiệt quệ, thì em mới mạnh mẽ được. Đã bước chân ra đời làm ăn kiếm tiền nuôi thân ấy, bị nó bắt nạt, đéo làm gì được là do mình ngu. Than thở đéo gì tầm này. Mình cũng có hai chân hai tay. Cũng hai chân hai tay, cũng trí óc. Cũng như vậy. Nó bắt nạt mình mà mình lại câm. Xong về lên mạng than vãn. Cái thời gian than vãn ấy, đi phập cho nó một phát. Cái thời gian mà lên mạng để than vãn là chị ơi em làm sao để mạnh mẽ, để phập cho nó một phát. Bắt cơm vào nồi cơm của mình á, thì không để cho đứa khác nó đạp lên được. Tầm này lên mạng hỏi làm sao để em mạnh mẽ được như chị. Em muốn mạnh mẽ được như chị thì liệu rằng em có chịu đựng được những áp lực như chị không? Đúng không cả nhà? Em đỡ hơi chị Đặng Hải Hà. Chị Phạm Phạm Thảo, tại vì em rất ghét những cái comment dạng rầm rĩ. Em ghét những cái comment dạng chị ơi làm sao em được mạnh mẽ như chị, chị ơi làm sao em được cứng cáp như chị, chị ơi làm sao để em không bị bắt nạt như chị. Em muốn được như chị ấy, thì em phải tự vấn bản thân là em có đủ sức để chịu đựng những áp lực như chị hay không. Ở đời làm gì có gì tự nhiên em. Cuộc đời không ai tự dưng cứng cỏi. Cuộc đời cũng không ai tự dưng mạnh mẽ được. Nha. Chỉ có cuộc đời dạy cho chúng ta phải mạnh mẽ. Bước chân ra đời, đi kiếm tiền, kiếm cái bỏ vào mồm, mà bị những con khác nó đạp vào nồi cơm của mình.
cái việc đầu tiên là đạp lại vào mặt nó, chứ không phải lên trên mạng comment. Em bị chúng bắt nạt khi đi buôn bán em phải làm sao hả chị? Khi mà em còn hỏi chị những câu là em phải làm sao, thì cả cuộc đời em chả bao giờ làm được gì. Ở cuộc đời này không ai dạy cách em phản kháng cả. Tất cả mỗi con người đều có một cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Khi em cảm thấy cần làm cái gì, thì cái đó là cái em phải tự suy nghĩ và để lập trình nó thành cái cách phản kháng người khác. Còn em bảo làm sao em mạnh mẽ như chị? Em thì làm sao mà mạnh mẽ được như chị? Khi mà có tí khó khăn, em lại lên mạng em hỏi một cái người không quen biết để trước kinh nghiệm. Người khác thì sẽ thảo mai thảo quả lấy 10 điểm, hoa hậu thân thiện. Còn chị thì khác. Chị rất ghét trả lời những comment dạng như vậy. Nào thì chị ơi cho em xin cái vía buôn bán của chị. Mày bị điên à? Người ta buôn may bán đắt, người ta lại chị chia vía cho mày. Mày có bị điên không? Làm gì có ai buôn may bán đắt để sớt độc cho mày. Mày bị dở hơi à? Chị ơi làm sao để em livestream nhiều người xem như chị? Tao làm gì có ai xem. Tao livestream có mấy chục người xem mà. Tại bản thân tao là đã hoạch định ra một cái con đường buôn bán. Chỉ bán cho người cần và hiểu về sản phẩm. Không bán cho những người a du a tòng để ngồi xem không. Mất thời gian tốn pin điện thoại. Mỗi một người buôn bán nó đều có một cái cách hoạch định con đường đi và làm việc của mình. Nên em đừng có hỏi. Em đừng có hỏi về cái câu chuyện là làm sao để mạnh mẽ được như chị. Khi em còn hỏi được câu chuyện đó trên mạng xã hội thì em chả bao giờ mạnh mẽ được. Sự mạnh mẽ nó phải từ trải nghiệm, từ bài học xương máu, từ những việc trả bằng máu và nước mắt. Mình sẽ biết mình làm gì. Bò vàng biến. Tao thích nói gì là việc của tao. Tao không cần nhiều người xem. Và những loại xem như mày là cút đi please. Thôi giải thích làm gì đau đầu, nói chuyện khác đi. Tao đâu sinh ra để phải nói chuyện khác cho mày nghe. Tao thích nói chuyện con cặc gì là việc của tao. Tao đâu rảnh để nói chuyện những câu chuyện chúng mày muốn. Facebook của tao, tao thích nói cái lồn gì là việc của tao. Ok chưa? Nghe thì nghe, đéo nghe thì cút. Comment góp ý cái lồn. Ok chưa? Đó. Em là như vậy đấy mấy chị. Em không có thói thảo mai được như mấy chị. Em sẽ khóa vào blog tất cả những cái thể loại comment đéo hiểu tính mình. Em sẽ không blog cái đứa hỏi chị ơi làm sao để em mạnh mẽ. Vì em muốn họ nghe cái cách trả lời thẳng thắn của mình. Cuộc đời này ấy, chỉ khi nào mình dập ngã, dập ngã, dập. Bị chúng nó vùi dập. Mình mới tự mạnh mẽ được thôi. Không có ai truyền được cái lửa mạnh mẽ cho mình. Còn cái mạnh mẽ ảo trên mạng ấy, những sự tung hô trên mạng, những cái tim, cái like trên mạng, nó chỉ là cái thứ hão huyền thôi. Bởi vì những thứ hão huyền nó sẽ không xuất phát từ trái tim, không xuất phát từ khát khao, không xuất phát từ những điều thật sự mình mong muốn và muốn đạt được. Nên là đừng có mà đi hỏi ngớ ngẩn trên mạng xã hội. Làm sao để em mạnh mẽ như chị? Vớ vẩn. Nguyên Tân Phát, bé Kiên có sao không chị? Chị bảo này, không nên hỏi những điều mà mang cái tính chất là chưa suy nghĩ đã hỏi. Em nhé, bé Kiên có sao thì không, chị không ngồi đây rồi em ạ. Đừng hỏi những câu thảo mai.
Bé Kim có sao không chị? Cái sự quan tâm mang tính chất ngu xuẩn ấy là chị không thích. Chị ghét những đứa thảo mai, vô cùng ghét. Phượng ơi, bị lần hai là cũng mệt em ạ. Nó cũng khác, không khác gì lần một. Em ơi, bị Khánh Nguyễn ơi, mua bôi dạng bụng inbox vào Pay đang live stream dùng chị. Con Trần Thư Hoài, mày bớt comment lại đi. Em đỡ rồi chị Hường đỡ. Ho gần chết. Ho mà rát họng luôn với bà. Ho mà rát họng luôn. Lần này F0 ho rát họng. Chị Hương Đỗ cũng bị F0 à? Chị Phạm Phạm Thảo ạ. À, bóc ngôi kính này 650.000. Em nghĩ chị không nên comment nhiều quá. Em không thích comment xến xúa. Em không thích comment xến xúa mày gu của em nha chị. Chị Phạm Phạm Thảo ạ, à, em ấy chỉ comment nãy giờ hơi nhiều. Em không đọc comment đấy em nhé, không đọc lên. Kính đang đeo 650.000. Nào thì kêu, chị kêu là nhìn thấy em chị thấy thương. Có cái mẹ gì mà thương. Em nóng tính giống chị. Chị thấy thương em, có cái mẹ gì mà thương. Cuộc sống của em hơi bị ok. Nào thì chỗ nhìn kiến ăn mì tôm thương quá. Chị ạ, con em á, nó có ăn mì tôm thì nó cũng ăn mì tôm với tôm hùm ấy chị. Dạ, bê con tôm hùm cho nó nấu bát mì tôm đấy chị. Chứ đừng nghĩ rằng là em F0 gửi con em lên nhà thằng Can. Thằng Can nó chỉ cho ăn mì tôm. Thấy em kiến thương quá, ăn mì tôm không? Dạ, có con tôm hùm nửa ký để nấu với bát mì tôm ấy chị ạ. Khổ thật sự. Ok, chị Khánh Nguyễn nhắn tin đó tí chị trả lời. Đừng có nói chữ thương với thương hại ở đây mệt mỏi quá. Nhà em một mẹ một con. Em có F0 thì em cũng từ sáng đến giờ ăn với nằm ngủ. Đủ các thể loại bạn bè gửi đồ ăn. Em F0 một chú tự em chết đến nơi. Ship đồ ăn đến tận giường. Ở Facebook nhà em á, là em không thích comment quá nhiều vào thảo mai thảo quả, là em không thích. Mệt mỏi lắm. Hôm qua thì sốt uống 2 viên Tylenol ngày hôm qua. Hộp này hộp nhỏ nhá. Hộp này là giống cái hộp này này. Hộp này và hộp này giống nhau. Hộp này 100 viên, hộp này 325 viên.
khi nào sốt thì uống cái này. Em nói mấy chị nghe, ai thì gọi bảo là F0 thì căng thẳng, chị em là cái thể loại mà chăm từ F0 đến F âm vô cùng, không có gì là ghê gớm lắm. Đối với em F0 là quá bình thường. Chín tám không sao, SPO 2 không sao. Dạ chị Phạm Phạm Thảo, không không phải em do kiến ăn cay, chị comment ít là. Ăn cay cũng bình thường mà. Em thấy chị comment nhiều quá nên thôi em vĩnh biệt chị nhé. Vĩnh biệt chị, lốc chị luôn, đỡ mệt. Nói chung cho nó dễ mấy chị hiểu không? Cái chị Phạm Phạm Thảo này khỏe comment. Ngày nào livestream chị cũng comment đủ các thể loại như kiểu hiểu, hiểu và cảm thông ấy. Em nói thật với mấy chị nhá. Em là rất ghét những thể loại comment cho lắm vô, cảm thông với chia sẻ. Đây không cần. Ok chưa? Đây là một thể loại gọi là động vật quý hiếm, không có nhu cầu cần phải san sẻ cảm thông với chia sẻ. Xuất ruột. Để ý quá nhiều thì cũng là không tốt. Lộn mề. Dạ bổ phổi Mỹ về rồi chị. Collagen đây chị, 770.000 chị Hương Lê. Collagen 770.000. Đó là dòng này. Cùm nữ nha, collagen nữ 770.000. Một ngày 6 viên. Đó. Ơi giời ơi, Hà Nội F0 vẫn đi ngoài đường không khai báo cách ly. Em là ý thức lắm chị. Em F0 em ngồi trong nhà liền, cách ly tất cả những người F1. Em là không thích những cái chị mà gọi là comment quá nhiều về những cái chuyện góp ý như kiểu dạng thân tình lắm. Xin lỗi mấy chị nhá. Em chả bao giờ lên mạng để em trưng cầu dân ý mấy chị về chuyện là phải thế này, phải thế kia. Vâng, chị nhắn tin và pay đăng live stream dùm em. Viên bổ phổi Mỹ loại 60 viên này này. Loại 60 viên này là 375.000. Vitamin E có em. Vitamin E 585.000. Ngọc Lan 500 viên. Vitamin E 585.000, 500 viên. Mấy ngày hôm nay Covid nên là không uống viên bổ trứng. Tại vì bị Covid nên là chưa uống viên bổ trứng làm gì. Đợi khỏi Covid một tuần mới uống lại viên bổ trứng. Có collagen nào chị mụn thâm da dầu dành cho mới sinh được 20 ngày cho em bú không chị? Mình khẳng định lại với các bạn. Mình khẳng định lại với các bạn nhé. Bà bầu, mẹ sau sinh cho con bú tuyệt đối không uống collagen. Các bạn tuyệt đối không tin bất kể một người nào bán hàng trên mạng nói rằng là sau sinh uống được collagen. Vâng chị quê mùa. Cái này ấy, có thể sẽ mất lòng một số người bạn của mình, nhưng mà mình phải nói thẳng, bán hàng
Dạ kẹo ngủ có chị. Kẹo ngủ đây 565.000 chị Trần Thị xem. Có thể sẽ có những người xem livestream này cũng xem livestream của những người khác. Nhưng mình khẳng định với các bạn nhé, có bầu với sau sinh là tuyệt đối không uống collagen. Dạ viên bổ phổi Úc làm gì có loại nào 200 viên chị Ngân Hoàng. Viên bổ phổi Úc 180 viên này cháy hàng một năm nữa chưa có. Đây là viên kẹo ngủ 565.000. Bổ phổi Úc chưa bao giờ có loại 200 viên nha chị. Chị có thể nhầm lẫn với nhãn hàng khác. Mời chị ra chỗ khác mua. Các chị sinh xong ấy, em mời các chị tập trung dùm em. Có chị Thảo Hoàng. Canxi đây chị. Em đang để đâu rồi? Để em tìm. Chị Thảo Hoàng chụp cái này lại 690.000. Sáu trăm chín mươi nghìn hộp canxi này nha chị. 500 viên. 690.000. Chụp hình lại inbox cho em. Siêu tốt. Dạ viên bổ phổi cái loại mà 60 viên này này 375.000. Đang về dòng hình như 90 viên ấy, 810.000. Bây giờ bổ phổi đang là những dòng được săn đón nhất. Dạ bổ phổi Úc hết hàng rồi chị. Cháy hàng toàn thế giới. Bổ phổi Úc không thể còn hàng được. Tại vì em ôm cả mấy nghìn hộp là bên Úc đã bị không có nguyên liệu sản xuất từ cái đây 5 tháng. Còn thị trường thì nhiều hàng giả như mấy chị. Em mà không nhập được thì khó lắm. Viên bổ phổi Mỹ công năng và độ tốt y chang. Nhưng bị cái là giá thành nó cao hơn một chút. Bởi bản thân bổ phổi Úc cách đây 6-7 tháng đỉnh dịch 6 tháng nó đã bị lên với giá 1.180.000 rồi, chứ không phải là giá 730.000 như em nhập. Nhưng mà lúc đó em vẫn bán 730.000. Tại vì em ôm lô hàng mấy ngàn hộp đó. Giá đó em bán giá đó. Còn giờ cái hộp bổ phổi của Úc ấy, thị trường phải bán 1.150.000. Kẹo ngủ 565.000 em. Quyên Đàm. Kẹo ngủ 565.000. Bổ phổi Úc và bổ phổi Mỹ thì đa phần là nó đều có công năng giống nhau, là tái tạo phục hồi phổi. Em bán cái gì ấy, em cũng phải kiểm tra chất liệu rất là tốt. Rất là kỹ. Vitamin C thì em dùng cái dòng này. Vitamin C em dùng dòng này 1000mg. 1000mg là dòng vitamin C này. 895.500 viên. Đây này. Cái viên này ở đây này. Em đổ vào hộp này này. Đó. Ho thì ho rất nhiều. Mọi người không biết đâu, ngồi ở nhà từ sáng đến chiều không làm gì buồn lắm. Cách ly mà buồn. Mà em thì không có thói quen là xem tivi. Viên đốt mỡ bụng 860.000 chị Vân Nguyễn. Chị ơi ginkgo bổ não là dòng này ấy, chị Huỳnh Duyên. Ginkgo bổ não dòng này một ngày 2 viên nha chị. Đây là ginkgo bổ não ạ. Nói chung mà ấy, tầm này ấy, em bị Covid ấy, em cũng gọi là xin là ngồi chờ thời, ăn uống cho khỏe.
Chị không có xịt xoang của Đức em ạ, chị có xịt xoang của Việt Nam. Dạ viên bổ trứng 650.000 chị Ngọc Lan. Đây là viên bổ trứng, chị nào muốn tư vấn thì chụp hình là inbox. Em ho em không nói nhiều. 650.000 viên bổ trứng. Chị nào muốn tư vấn sản phẩm nào chụp là inbox. Em không có tư vấn nhiều trên livestream khi đang bị Covid. Đây là ginkgo bổ não 785.000 một hộp, 340 viên. Đó, chị nào mua cái gì chụp hình lại vào nhắn tin, bên em tư vấn kỹ cho. Còn giờ này mà bắt em ngồi tư vấn cho kỹ, chị muốn nghe rõ thì em lốc con mẹ luôn, đéo bán. Nha mấy chị nhá. Chị Phương Nguyễn ơi, chị mua vitamin C ấy, chị nhắn tin vào Pay đang livestream dùm em. Các chị đừng có để lại số điện thoại. Các chị đừng để lại số điện thoại nha mấy chị. Đau dạ dày uống vitamin C được không? Dạ uống bình thường chị. Chị ăn xong chị uống vitamin C bình thường. Chị đau dạ dày chị ăn xong no chị uống vitamin C bình thường, đâu có vấn đề gì. Con hỏi là có Quyên Đàm nhắn tin là Pay đang livestream cùng tớ. Còn các chị hỏi là 6 tháng tuổi có cái thực phẩm chức năng gì bổ sung vitamin C cho trẻ không? Ok chị Vân Nguyễn, 6 tháng tuổi thì không có thực phẩm chức năng cho trẻ 6 tháng tuổi về vitamin C đâu mấy chị. Em quyết định rồi, em vẫn phải đi tắm mấy chị ạ. Người em mồ hôi lắm, không đi tắm gội là không chịu nổi. Không tắm gội là không chịu nổi nha mấy chị. Nó ho, nó ho. Hôm nay nó ít đờm rồi. Hôm qua đờm nhiều lắm. Hôm qua ho đờm lên một vố. Ho nha mấy chị. Khổ ghê với chị ạ. Để em đi tắm cái. Cái nờ chân nó đỡ. Không phải người nó dơ lắm mấy chị. Nó cứ ra mồ hôi nhiều khó chịu lắm. Bà mẹ. Ho kinh. Ho nhiều luôn. Thôi để em đi tắm ấy, tắm gội cái. Vâng thì chỉnh sen ok chị. Các chị mua gì nhắn tin em nhá. Để em vào em tắm qua người cái. Người nó mồ hôi nhiều khó chịu lắm. Người vẫn khỏe như vâm mà. Nó cứ ra mồ hôi nhiều khó chịu ghê vậy đó. Nhớ bye bye cả nhà nhá, tắm cái.